Ta không thù không oán gì con cả, nhưng số phận buộc ta phải lấy mạng của con. Coi như kiếp này cô dẫn số, mong kiếp sau con sẽ bình an và gặp nhiều may mắn hơn. Bệ hạ, người về rồi à? Mọi chuyện tốt chứ? Tâu bệ hạ, thần đã thực hiện xong nhiệm vụ mà bệ hạ đã giao. Đây là trái tim của thằng bé đó, người hãy xem đi. Tốt lắm, vậy là từ nay ta có thể yên tâm ngủ ngon rồi. Ngươi thật không hổ danh là người thân cận nhất của ta. Bây giờ thì ngươi lui ra đi, nhớ đừng hé môi cho ai biết chuyện này, biết chưa? Thần tuân lệnh. Cũng may là nhà vua quá phấn khích nên không nhận ra đó là trái tim của con nai. Nhiệm vụ của mình coi như đã xong, chỉ mong cho thằng bé được ai đó tốt bụng giúp đỡ và nuôi nấng.